Rồi, chào các bạn nha. Tiếp tục giới thiệu về dòng Matsuoka. Đây là cây M20 nha. Lâu lắm mới về, M20 có chữ ký luôn này. M20 đó. Lâu lắm mới về tại vì cái dòng dòng này bây giờ hiện tại giá nó khá cũng khá là cao, gần gần M30 luôn này. Về đầu tiên mình coi về ngoại hình nha. Thì ngoại hình của nó cũng khá mới này, cũng có vài một vài vết trầy này, thấy mấy bạn thấy là một vài vết trầy. Trầy này. Chạy nhẹ thôi chứ thực ra nhìn chung thì nó mới cáu mà. À đây cũng chạy này. Này giờ không phải chạy. Rồi đó. Cái về ngoại hình nó như vậy. Đẹp, của mặt lưng đẹp ghê. Ông rất hay nha. Cái này ông rất hay. M đời thấp á, M15, M18, M20, M30 những cây mà của đời đầu của Matsuoka làm á thì nghe cái âm nó rất là già nha. Sản xuất trước 75 á.
mà định mới giới thiệu M20 nha. Đa phần định thấy giới thiệu M30 nhiều. Các bạn thấy khi mình đánh bass mà mình này chia sẻ tập thì mình đánh bass mà mình đánh bao nhiêu? Sai nhưng mà nghe nó đã, mấy bạn tập ở mấy cái thấy slap vô vô này hơi khó thì gọi tay vô, nhưng mà đánh nghe tiếng giọng tôi nó đang kêu vậy. Cái này cũng dễ tập, bạn nào thích chơi inbox thì chỉ vô gì ta. Rồi đó là giới thiệu về một lần nữa còn ngoại hình của nó nha. Quay lại rồi đó là cái dòng M20 của Mazuka. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đến số điện thoại 0906391557 để được tư vấn kỹ hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn.